cái chương trình này con nên nói lại nữa không nhỉ? Nói sau nhá. Chương trình này con sẽ nói sau. Tức là cái chương trình menu hôm bữa cô có làm các bạn rồi, thì cái chỗ này cô sẽ nói sau. Bây giờ cô sẽ nói đến cái lớp nhân viên, xong cô sẽ nói kỹ về cái này trước, xong đấy các bạn nói đến cái lớp nhân viên list này. Ok, sau này các bạn sẽ gọi từ cái chương trình sang đây nữa thôi. Thế okay. Rồi trước tiên các bạn tạo cho cô một cái project. Cô viết lại cái project. Bỏ cái này đi ha. Java Basic. Basic. Bỏ cái này đi ha. Ok. Rồi. Hoặc là các bạn làm quản lý. Bây giờ các bạn thêm cái class nhân viên. Lưu ý nè, trong thiết kế nó gõ là nhân viên, các bạn nhân viên, và cách đặt class các bạn N cái chữ đầu á, ký tự đầu viết hoa. Các bạn để ý ở trong tất cả các class ở trong cái Java là ký tự đầu đều viết hoa. Ví dụ ở ArrayList viết hoa, String viết hoa, đúng không ạ? Đấy, tên class ký tự đầu viết hoa. Giả sử ta để là nhân viên. Ok. Rồi. Các bạn lưu ý là không có để cái public static void main ở đây. Một cái dự án chỉ có một cái static void main thôi. Đó là để ở chương trình chính và gọi một lần. Còn ở void main sẽ gọi lần lượt đến các class khác, truy xuất tới các class khác. Cho nên trong cái nhân viên này các bạn đừng có nghĩ đến cái public static void main. Ok. Nhân viên xong các bạn nhìn ở đây, ta sẽ có là cái này viết trước ha. Mã, tên và lương là ba thuộc tính. Thông thường ba thuộc tính này để private. Đó là tính chất bảo mật. Private. Mã kiểu string. Thế. Rồi private tên. String tên. Và private double lương. Thông thường cái thuộc tính ta viết đầu tiên, thuộc tính ta thường để private. Nếu để private thì ta có các cách để truy xuất. Không truy xuất trực tiếp vào mã, vào tên. Bây giờ truy xuất nghĩa là sao? Cô lấy ví dụ như thế này. Cô lấy ví dụ như thế này nhé. Được gọi là truy xuất nè. Giả sử cô có một cái chương trình, cô chạy ở đâu đó, cô sẽ gọi tới, cái này cô để là chương trình. Và trong cái chương trình này cô sẽ để là public void main. Cô gọi đến cái lớp nhân viên, cái này gọi là lớp nhân viên, đúng không ạ? Thì để cô truy xuất thì cô đầu tiên phải khai báo cái object, tức là nhân viên, object là NV chẳng hạn, bằng new nhân viên. Đấy. Cái này nè được gọi là khai báo khởi tạo object. Cái này được gọi là khởi tạo object. Tên là nhân viên, tên NV. Ok. Thì muốn truy xuất vào từng phần tử một thì ta sẽ lấy nhân viên này, dùng cái toán tử dấu chấm để truy xuất vào các phần tử của nó, đúng không ạ? Cái này là các phần tử của nó, các thuộc tính, đúng không ạ? Thì nếu như cô lấy nhân viên, cô truy xuất vào cái mã, có không? Không có. Lỗi ngay. Tại sao lỗi? Bởi vì là gì đấy? Để private bảo mật rồi, không truy xuất trực tiếp được. Nhưng muốn truy xuất vào cái này, ta có nhiều cách. Một cách là ta dùng constructor để ta nhập dữ liệu vào. Cách thứ hai là ta dùng cái hàm phương thức để truy xuất. Thì cô giới thiệu các bạn cái phương thức để truy xuất. Nghĩa là bây giờ không truy xuất được trực tiếp thì ta phải có cách nào đó để truy xuất, đúng không? Thì trong Java hoặc là gọi là trong lập trình hướng đối tượng ấy, Java cũng được, C# cũng được, ngôn ngữ khác hoặc lập trình hướng đối tượng cũng được, thì có cái getter, setter. Ta gọi get là gì? Để lấy, và set là để gán. Set là gán, đúng không? À, getter, setter. Get ha. Get trả về, gã lấy, thì ta có ví dụ như public
Get mã thì phải trả về mã, mã kiểu string đúng không? Cái này để mã, get mã. Ok. Được chưa? Và a return ta trả về did chấm mã. Rồi. Nhiều bạn sẽ hỏi cô là did là gì? Tại sao lại dùng did? Did là gì ạ? Did là toán từ để chỉ ra các thành phần của class. Ví dụ mã là thành phần thuộc class này, nó cụ thể là một thuộc tính của class. Thì để truy xuất vào nó, đơn giản là ta lấy did chấm mã. Còn nếu không có did thì sao? Có lỗi không ạ? Không lỗi. Nhưng nó sẽ lỗi khi nào? À, trường hợp này không lỗi. Nếu không có did sẽ không lỗi. Nhưng sẽ lỗi khi nào? Nhìn nào. À, giả sử như bây giờ ta set gán giá trị, đây là lấy đúng không? Get là lấy, bây giờ set nè. Public void, tại vì nó không có trả về giá trị. Set gán không trả về giá trị, thành ra tôi để void. Set mã. Gán thì tôi phải có một cái giá trị ở đâu đó để tôi gán vào, đúng không các bạn? Thì tôi phải truyền nó vào. À, string mã. Đây. Tôi sẽ lấy cái mã của cái class, tôi gán vào bằng cái mã tôi truyền vào. Tôi đi chấm mã bằng mã. Cô sẽ giải thích chỗ này các bạn coi nè. Cái mã này là đối số được truyền vào. Đồng ý không? Đối số truyền vào. Cái method set mã. Đối số truyền vào method set mã. Cái này được gọi là biến phục vụ. Hiểu không ạ? Phục vụ. Nó chỉ có giá trị ở trong cái set này thôi, set mã thôi. Ra khỏi set mã nó sẽ bị mất. Gọi là cái bộ nhớ là được giải phóng luôn. À. Còn cái mã này là biến của class. Hai cái này đặt chung tên được không ạ? Được, hai phạm vi khác nhau là không ảnh hưởng. Ok. Tuy nhiên trong trường hợp này, nếu như tôi bỏ cái nick thì sao? Không hiểu cái mã này là của cái này không? Của cục bộ. Hiểu không ạ? Nó hiểu cái biến mã là cục bộ. Nếu tôi bỏ cái nick ra, lỗi ngay. Không phải lỗi mà không có đúng. Cái did này để tôi chỉ rằng cái biến mã này là biến mã của class. Hiểu ạ? Còn biến mã này không có did, có nghĩa là biến mã cục bộ. Trong trường hợp hai biến đặt chung giống tên nhau thì bắt buộc phải chỉ ra, phải nói rõ ra. Không nói rõ ra là không có được. Trường hợp này phải chỉ ra did, không chỉ ra did, lỗi này. Ok. Đấy chưa? Không lỗi nhưng mà vô nghĩa. Không có đúng. Đúng không? Mã bằng mã, và mã này đâu phải là cái biến trên này đâu. Hiểu không ạ? À, thì chỗ này các bạn phải để là did chấm mã. Ok chưa? Rồi, bây giờ các bạn nhìn nào. Các bạn nhìn ha. Bây giờ để truy xuất vào mã, biến mã này. Cô, mặc dù cô không truy xuất trực tiếp được, nhưng cô truy xuất thông qua hai cái phương thức này bằng cách như sau. Để muốn gán giá trị, tôi dùng set, đúng không? Ta dùng set mã. À xin lỗi, nhân viên chấm set mã. Và tôi đưa ví dụ như mã của ta để là PS001 chẳng hạn. Và xuất ra thì tôi dùng get đúng không? System out print mã 2 chấm cộng get mã. Xin lỗi, nhân viên các bạn, tôi gõ nhầm, nv chấm get mã. Cái set mã thì phải có giá trị truyền vào, đúng không? Có không? Có giá trị truyền vào. Còn get mã thì không có đối số truyền vào, không có giá trị truyền vào, nhưng mà nó sẽ trả về giá trị tại vị trí gọi cái method. Và đây là vị trí gọi method, nó sẽ trả về tại vị trí này. Thấy truy xuất được chưa? Được rồi đúng không ạ? Thì getter, setter để dùng các bạn truy xuất, xuất ra mã được chưa? Rồi. Chỗ này thay vì gán, các bạn có thể nhập từ bàn phím được không ạ? Được. Ok. Bạn nào muốn nhập thì có thể nhập. Nhập thì dùng cái scanner. Scanner SC bằng new scanner. Scanner C
system. System.in. Đấy, vào đây các bạn nhập vào thì các bạn chỉ cần gì? System of Rain. Nhập mã chẳng hạn. Ở đây các bạn nhập nó vô. String mã gắn bằng sc.neckline. Neckline cũng được, neck cũng được ha. Chỗ này các bạn truyền vào mã. Thấy chưa? Ok. Đấy, gõ kịp không? Test kịp không? Không kịp thì từ từ ha, run phải. Nhập mã PS0000 xuất ra PS00 đúng không? Đúng chưa? Đấy. Vậy vấn đề nằm ở chỗ như thế nào đây? Nằm ở đâu? Ta đi sâu vào vấn đề gì đây? Thứ nhất là biến không nên để public. Ta nên để private để bảo mật. Cái biến không cho truy xuất trực tiếp biến. Muốn truy xuất, ta truy xuất thông qua các phương thức. Các phương thức này thông thường để public. Ok. Để các bạn có thể dễ dàng truy xuất. Nhiều bạn hỏi cô ơi, sao không để public cho dễ? Sao phải để private phức tạp chi? Thêm hai cái phương thức em thấy chả có ý nghĩa gì. Nhưng thực chất là có đấy. Ví dụ, cô lấy ví dụ như sau. Khi cô gán một giá trị cho biến, tôi phải giới, đôi khi tôi giới hạn cái việc gán đó. Hiểu không? Đâu phải giá trị nào tôi cho gán đâu. Tôi phải bắt lỗi cái việc gán này đúng không? Chứ không mà tôi để khơi khơi muốn giống như kiểu là các bạn vô nhà người ta cái gì cũng để public. Cái vô người ta lấy hết. Có cái gì người ta lấy, người ta muốn sửa, người ta muốn nấu cơm, nấu nước, người ta muốn ăn uống, người ta lấy hết đồ nhà mình cũng mặc kệ. Đúng không ạ? Người ta sửa cái này thành cái kia, không có được. Có những cái các bạn phải bảo mật, dữ liệu các bạn phải bảo mật. Đó là cái thuộc tính. Thì bây giờ ví dụ như này, má đơn giản thôi, má tôi muốn là ký từ đầu phải có chữ PS. Không có, hoặc là tôi muốn nó là phải số, không phải là chữ. Hoặc là tôi muốn nó là 5 ký từ thôi. 7 ký từ là sai. Đúng không? Cái giới hạn cái việc nhập đó. Thì bây giờ giả sử đây tôi kiểm tra. Nếu, hiểu không ạ? Nếu cái mã mà chấm len của tôi, tôi phải bắt buộc 5 cơ, khác 5. Tức là cái đồ dài mà khác 5 là tôi bảo sai, không có nhận nó. Ngược lại thì tôi mới nhận. Ngược lại tức là nó bằng 5 tôi mới nhận, khác 5 tôi không nhận. Đồ dài á, tôi lấy đồ dài. Và các bạn gán nó về trắng, hoặc là các bạn thông báo lỗi, hay là cái gì đó, hay return, hay bất cứ cái gì, các bạn xử lý code ở đây. Hiểu không ạ? Hoặc là bắt buộc nó phải nhập lại. Ok. Thì xử lý code ở đây, không cho nhận ha. Bây giờ tôi cứ đít chấm mã gán bằng 5 số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng 5 không? 5 số 0 chẳng hạn. Ví dụ như vậy, để các bạn nhìn cho dễ. Thì ở đây giả sử như cô nhập vào Shift F6, cô nhập cái này. Nhập mã là 0000. Thì mã xuất ra là cái trên, cái dưới không có nhận. Nhập sai tôi không nhận. Thực ra các bạn sẽ có một cái chỗ bắt lỗi. Ví dụ nhập sai bắt nhập lại, nhập sai bắt nhập lại chẳng hạn. Hiểu không ạ? Thì các bạn sẽ bắt lỗi ở ngoài. Tuy nhiên cái này nó là một cái mà cho phép các bạn ràng buộc trong cái phương thức này. Muốn nhận hay không nhận, vân vân. Ok. Hoặc cái này chẳng hạn. Cái này, hoặc cái này chẳng hạn. Xuất ra. Ví dụ như các bạn nhập là gì đó tôi không biết, nhưng tôi xuất ra luôn luôn có chữ PS. Các bạn nhập số, tôi xuất ra luôn có chữ PS. Tôi sẽ bằng return cái gì đấy, PS cộng mã. Thấy không? Tôi điều khiển được cái việc nhập vô và tôi điều khiển được cái việc xuất ra. Bây giờ chạy thử nhé. Ví dụ tôi nhập là bắt buộc phải nhập số chẳng hạn. Tôi nhập là 001 thì xuất ra tôi luôn có chữ PS đằng trước. Thấy không ạ? Đây, vấn đề nó lại nằm ở đó. Ở chỗ là không phải là cái việc các bạn làm dễ hay khó, mà vấn đề ở chỗ, thứ nhất, dữ liệu là phải bảo mật về nguyên tắc lập trình. Cái thứ hai, muốn xuất
tay muốn nhập ta phải xử lý ở đây, đúng không ạ? Xử lý xuất cái gì do ta, nhập cái gì do ta, để làm gì đấy ạ? À, ta ẩn cái dữ liệu thực của nó đi. Nhiều bạn tưởng là nghĩ là dữ liệu là tôi nhập ở trên PF thì đâu có, tôi nhập có số không hoặc xuất ra PF thôi ha, gọi là lục tung hỏa mù. À, nhiều cái các bạn biết sau này các bạn học á, nhìn cơ sở dữ liệu vậy thôi, không phải cơ sở dữ liệu gốc của nó khác thôi, hiểu không ạ? Bảo mật đấy, bảo mật nhá, ta phải có cái phương thức để truy xuất, chứ khơi khơi mà truy xuất của nó không có được. Cho nên cái chỗ private là bảo mật tối đa, riêng tư. Rồi nhắc đến bảo mật, giải thích luôn có mấy loại, bộ truy xuất có mấy loại, bộ truy xuất có mấy loại ạ? 4 loại. Cái cởi mở nhất là cái gì? Public. Cái vừa vừa gì? Protected. Vừa vừa default. Default là cái gì biết không? À, mặc định không có gì hết. Nghĩa là cái này là default nè. Cái này là default nè. Thấy chưa? Ok. Không có gì cả. Không có gì cả thì cái đấy sẽ là cái default. Lạnh hả hay nóng? Sao kỳ ta? Kỳ gì ta? Tầm. Tiếp cái chỗ này, bảo mật tối đa sẽ là public. Không bảo mật sẽ là public. Loại tiếp theo cấp độ thấp hơn một xíu, protect. Default là không có gì. Để như này thì được gọi là default. Hiểu không ạ? Không viết gì cả có nghĩa là default. Và private là cuối cùng, bảo mật tối đa. Ha, cái anh bảo mật này chỉ có anh nhìn thấy rồi, con cũng không nhìn thấy. Sau này các bạn học buổi sau ấy là cái học các bạn kế thừa. Cái kế thừa là cái, và cái đa hình là cái tinh hoa của lập trình của đối tượng. Ha, hay lắm. Thì trong kế thừa, thậm chí các bạn để là private, con của ông cũng không có nhìn thấy được. Kiểu giống như kiểu ông bố mà chôn mũ vàng xong để lại cho con mà ông quên mất ấy. Hoặc là ông có bồ xong ông sống để cùng chết mang theo ấy. Nên là con không biết luôn, không biết ông có ông gì, khi ông mất thì tôi biết. Kiểu như thế, hiểu không? Thì protected là nó bảo private là nó bảo mật hoàn toàn luôn, đến con ông cũng không nhìn thấy ha. Đấy, muốn nhìn thấy phải qua các cái phương thức này thôi, qua các cái phương thức này. Ok rồi, bây giờ tạm gác cái này lại được chưa? Ta tạm gác cái này lại. Đó là cách thứ nhất để ta truy xuất vào các cái biến, các cái thuộc tính private. Tuy nhiên cũng có một số cách truy xuất khác, không phải là cái này. Ví dụ như trong thiết kế của chúng ta, trong thiết kế của chúng ta là có cái không có getter setter, nhưng có cái constructor là nhân viên. Bây giờ tôi sẽ giải thích về constructor. Đấy. Cách khai báo constructor. Khoan. Cái này là constructor này các bạn. Vậy nhắc đến constructor, ta sẽ nói cái gì đây? Thứ nhất, ý thứ nhất, constructor là hàm dựng của một class. Một class luôn luôn có ít nhất một constructor. Nhưng bình thường các bạn không thể khai báo nó, thì nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó là constructor gồm định. Hiểu không? Đấy. Bình thường không nói đến nó, không thấy, mà tại sao vẫn dùng bình thường? Thì nó ở đâu? À, chờ một xí. Rồi, các bạn nhìn nào. Tại sao khi không có, cái này nó đang lỗi, kể nó đi ha. Tại sao khi các bạn không nhìn thấy constructor mà nó vẫn có? Chỗ này là constructor này các bạn. Cái nhân viên này này. Chỗ này là class. Chỗ này là object. Toán từ new để khởi tạo object. Còn cái này là constructor.
không một lối số. Đó là constructor cầm định. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi các bạn không khai báo constructor ra thì trong class nó có sẵn một constructor không có nội dung và không có lối số. Lối số nằm ở đâu? Nằm ở giữa này nè. Mà ở đề hai dấu móc liên tiếp có nghĩa là không có lối, không có lối số, đúng không? Còn trong thiết kế này, nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy cái chữ nhân viên mở ngoặc cộng má tên lương nghĩa là có mấy đối số? Ba đối số, hiểu không ạ? Có một constructor có ba đối số thôi. Ok, bây giờ ta sẽ giải thích tiếp về constructor. Vậy có nghĩa nếu như các bạn không khai báo constructor ở đây thì bản thân nó có một constructor cầm định. Và tính chất của constructor, tên của constructor trùng với tên class nhá, trùng với tên class, tên constructor trùng với tên class. Cái ý thứ hai, constructor một class có thể có nhiều constructor, ta gọi là tính chất nạp chồng, hay tiếng Anh gọi là overloading của constructor. Nạp chồng, nạp chồng nghĩa là sao? Cùng tên nhưng khác cái gì đấy ạ? Khác các cái đối số. Vậy một class có thể có nhiều constructor ha? Có thể có constructor không đối số, một đối số, hai đối số, n đối số, tùy chúng ta. Thế tuy nhiên nếu cô khai báo tường minh constructor ra, ví dụ cô khai báo là public nhân viên tường minh ra, cái này có ba đối số: string mã, string tên, double lương. Khai báo ta có gán giá trị cho nó this chấm mã bằng mã gán ngược lại this chấm tên bằng tên this chấm lương bằng lương. Như thế này nè, có nghĩa là bây giờ tôi gán giá trị vào từng biến thông qua constructor. Nghĩa là tôi gọi constructor, tôi truyền trực tiếp vào và tôi lấy ít chở má, tôi gắn cho má. Thể giống như này không? Thay vì tôi tách từng cái một thì tôi gắn một lúc luôn. Bài. Thì constructor này được gọi là constructor có đối số. Và nó có một cái đặc biệt như thế này này. Khi các bạn khai báo tường minh một constructor thì constructor ngầm định nó sẽ mất đi. Hiểu không ạ? Tức là nó không còn nữa đâu, nó mất. Ha. Nhìn lại đây các bạn, lưu lại cái thấy chương trình bị lỗi chưa? Nghĩa là làm gì còn constructor này nữa, gọi nó sai luôn. Muốn đúng thì phải gọi constructor kia thôi. Ví dụ non không có gì hết, non gán trực tiếp đây, tôi gán để demo nha. Không hết lỗi chưa? Hiểu không ạ? Tôi phải dùng constructor có đối số. Constructor ngầm định nó mất rồi. Ok, nhắc lại nhé. Nhắc lại nè. Constructor là hàm dựng của class. Tên của constructor trùng với tên của class. Cách viết giống phương thức nhưng không phải phương thức, bởi vì cái phương thức là phải có kiểu trả về void hoặc double trả về, đúng không? Đây, cái phương thức nó phải có kiểu trả về. Ok, cái này phải có kiểu trả về. Nhưng mà constructor thì không có kiểu trả về. Thấy không ạ? Khác rồi nhá. Thứ hai nữa là constructor có tính chất nạp chồng. Có nghĩa là một class có thể có nhiều constructor. Ok, có nhiều constructor. Và nếu các bạn không khai báo constructor tường minh, tức là không có constructor ở trong cái class đó, thì sẽ có một constructor ngầm định không có đối số, không có nội dung. Hiểu không ạ? Constructor ngầm định nó tự sinh ra một constructor ngầm định vậy thôi. Nhưng nếu các bạn khai báo tường minh một constructor nào đó bất kỳ thì constructor ngầm định nó sẽ mất định. Hiểu không ạ? Không còn nữa.
con muốn dùng lại con thứ tư thẩm định thì sao? Khai báo từng minh ra thôi, đúng rồi. Khai báo từng minh ra. Đơn giản thôi, muốn dùng thì khai báo. Tao copy một đồng chí đây, public. Nhân viên chính xác, khai báo nó ra thôi. Không nội dung. Ok. Khai báo thêm cái nữa. Tại vì có thể cho phép nhiều constructor mà. Hiểu không? Cái code này bây giờ nếu bỏ nó đi thì hết lỗi chưa? Hết lỗi rồi. Đơn giản thôi. Đúng ạ, tại vì hoặc muốn có nội dung không đổi số thì cho nội dung cũng được. Ví dụ cho cái nội dung này vào, gán giá trị ngâm định cho nó. Mã không có, ta để là nún hoặc để nháy chuỗi, ta hay để nháy kép. Số ta hay để không. Vậy thôi. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Khai báo thêm một constructor này, nói chung là muốn dùng bao nhiêu constructor khai báo bấy nhiêu. Ok. Hiểu rõ về constructor chưa? Khởi tạo object phải có constructor. Đó, đó là cốt lõi. Vậy constructor thì có nhiều loại. Không đối số, có đối số 1, đối số 2, đối số 3, đối số bất kỳ. Có thể viết code thoải mái xử lý ở đây. Viết code gì cũng được. Nhưng lưu ý nó không có giá trị trả về đúng nhá. Nó không có giá trị trả về à, nó chỉ thực thi công việc thôi. Thế còn nếu mà lại có cái trong cái thiết bị có cái lưu ở trong đó thì nó sẽ trả tiền trong không hay là trả tiền cái gì? Nếu anh ngờ cái trên thì đương nhiên nó sẽ trả về số 0, nó mới được gắn một 0. Nếu ngờ cái dưới thì nó trả về đúng vào cái này. Hiểu không? Em gắn bao nhiêu nó trả về bấy nhiêu. Gắn 0 nó trả về 0, gắn 10 nó trả về 10. Gắn 1000 đô nó trả về 2000 đô. Có không? Được chưa? Ok, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu về con khách tơi chưa? Ok. Còn nếu mà cảm thấy hơi khó hiểu thì cứ làm đi đã. Được chưa? Rồi. Vậy ở trong thiết kế ta không có constructor không đối số. Cho nên chỗ này ta tạm thời bỏ đi. Và hai đồng chí này tôi cũng bỏ. Vậy nhập có rồi. Lấy ra bằng cách nào? Nhập thì có rồi, lấy ra bằng cách nào? Lấy ra cô sẽ dùng cái gì đấy ạ? Dùng cái method này các bạn ạ. Xuất thông tin. Thấy không ạ? Nhập thì tôi dùng constructor, lấy ra cô sẽ dùng xuất thông tin. Ok, bây giờ xong cái này tôi sẽ làm tiếp get thu nhập, get thuế thu nhập và xuất thông tin. Ok. Rồi bây giờ tiếp tục đến phương thức nha các bạn. Cái này vẫn nóng nhỉ, kỳ quá. Cái này là constructor. Còn cái này là method. Cái này là property. Đấy. End của nó. Kết thúc cái phần này. Ok. Rồi, đến cái phần method. Tất cả method viết khúc này. Được chưa? Thì method ở đây ta có thể có 3 cái method. Method thứ nhất là get thu nhập, trả về kiểu double. Thì viết đơn giản là public double, kiểu trả về ha. Và get thu nhập. Mà đã có kiểu trả về thì phải có câu lệnh return. Tạm thời return không đã, để khỏi lỗi. Tí ta làm tiếp. Cái phương thức tiếp theo là gì? Get thuế thu nhập public. Thuế thu nhập đúng không? Ok. Public get thuế thu nhập. Ok. Muốn ngắn thì get thuế thôi. Return không luôn. Và cái nữa là xuất thông tin. Void nhá. Public void xuất thông tin. Xuất thông tin thì cô sẽ chỉ các bạn cách xuất thông tin. Có nhiều cách ha. Có mấy câu lệnh để xuất ra màn hình các bạn? Ba câu lệnh. Câu lệnh gì? Print line, print không có ln và printf. Cái printf là xuất có đỉnh, có đỉnh giả. Ok.
Ví dụ tôi xuất như thế này là có định dạng này. Thế hàng ha. Cái gì ạ? À? Họ tên, mã, có thể có số thứ tự cũng được. Họ tên, mã, xong lương, xong thu nhập, vân vân. Xuất theo hàng ngang. Hiểu không ạ? Xuất theo hàng ngang. Thì tôi sẽ xuất như này. Tôi sẽ xuất theo hàng ngang. Ha. Print và print line các bạn quen rồi. Còn xuất có định dạng các bạn chưa quen thì ta sẽ hướng dẫn cái xuất có định dạng. Ta dùng cái printf. Printf. Cái chữ F này là viết tắt của format, định dạng. Ok. Thì cái chuỗi xuất định dạng các bạn, cú pháp của nó như sau. Nó có hai phần. Phần thứ nhất là để trong chuỗi, gọi là control string, có nghĩa là chuỗi điều khiển. Phần thứ hai nó sẽ đặt sau dấu phẩy. Và cái này gọi là đối. Đối số, đúng rồi. Đối số ha. Cái chỗ này ta sẽ, trong cái chuỗi điều khiển này nó có 3 loại. Một là text, hai là mã định dạng, ba là ký tự. Ký tự thoát. Tôi lấy ví dụ như này được gọi là ký tự thoát nha. Set tab là ký tự thoát, tức là ký tự không in ra, tức là thụt vô trong một tab. Ok. Mã định dạng. Mã định dạng là phần trăm. Ví dụ đầu ta có muốn xuất ra gì? Mã phần trăm s. Là s là viết tắt của string. Rồi dấu cách được gọi là ký tự. Đến tên phần trăm s nữa. Đến lương phần trăm f, kiểu double. F là float, kiểu số thập phân. Ok. Xe cái n là xuống dòng. Ok, rồi nhìn nhá. À, phần trăm d là digit. Digit là số nguyên. Digit, có biết từ digit không? Số nguyên á. Hả? Ok, ký số. Rồi. Đúng rồi, em hỏi phần trăm d, đúng rồi đấy. Phần trăm c là character. Ok. Rồi, chỗ này cô sẽ in ra là dit chấm mã phẩy, dit chấm tên phẩy, dit chấm lương. Ok. Bỏ xuống dòng nhé. Rồi bây giờ ta thử làm một cái, xong ta xuất một cái có được không nhá? Ta thử nhập một cái và xuất một cái. Ok. Nhìn nào. Chỗ này sai rồi đúng không? Bây giờ ta sẽ làm như sau các bạn. Bỏ cái này đi. Bỏ luôn cái này đi. Đây. Nếu mà tôi viết như này này, nhân viên NV, có nghĩa là cô mới khởi tạo. Cô mới khởi tạo cái nhân viên thôi. Ha. Chưa cấp phát bổ nhớ. Khi nào có toán tử new mới cấp phát bổ nhớ. Ok. Khởi tạo để đó thôi. Sau đấy khi cô nhập, cô nhập ha, cô dùng cái scan. Mã, nhập mã. String mã bằng gì ạ? SC.neckline. Tương tự cho tên. Mà tôi cái gì cứ tương tự là tôi copy cho nó nhanh ha. Cái này là gì? Tên. Ok. Rồi cái này đến nhập gì ạ? Lương. Ok. À, double lương gán bằng next double. Ok. Xong đấy khi nhập rồi, tôi sẽ truyền vào, tôi sẽ gán, gán vào ba cái biến này nè. Nhưng gán thông qua cái gì đấy? Con chapter. Cách làm như sau. NV bằng new. Bây giờ mình cấp phát bổ nhớ nè. Cái bây giờ mới khởi tạo chính thức. Ở trên bộ nhớ mới có chính thức một cái object NV. Còn khi nãy là chỉ khởi tạo thôi. Các bạn thấy nó có cái warning nè. Này, value NV is not used. Đúng không ạ? Bằng new nhân viên. Và nó truyền vô đây. Cái mã tên lương truyền vô. Bây giờ xuất ra ha. Ta chỉ cần NV nhấm chấm xuất thông tin. Xong chưa? Mà xuất thông tin có đây chưa? Có chưa?
Nó chỉ việc lấy ba cái biến này ra thôi, ba cái thuộc tính này ra thôi. Chạy hang. Nhập. Ví dụ như PS001 như hoa hường gì đó ha. Lương 1.000 đô, ví dụ thế. Đúng không? Nó thụt vào một tab này. PS nè, hương nè, theo chiều ngang đúng không? Thêm một người nữa, ta xem nó có thẳng hàng không. Ok. Nhìn nhé. Chạy lại. Nhập cái nữa. NV1 đi ha. À, nhập cái nữa, copy cái nữa. Ctrl C. Mã 1, tên 1, lương 1, NV1, gán bằng new, nhân viên, mã 1, tên 1, lương 1 là anh khác ha, anh 1 ha. NV xuất thông tin và NV1 chấm xuất thông tin. Đấy, ta có hai anh. Trong khi các bạn làm nhiều thì ta nên dùng vòng lặp đúng không? Còn cái này tôi làm demo thôi, có hai anh thì tôi nhập hai lần. Ok. Đấy, PS1, tên của anh ta là 111, đúng không? Lương 111 luôn. Rồi, nhập mã bị nhảy. Thấy bị nhảy không? Tôi sẽ chỉ cái lối bị nhảy. Xuất ra. Thấy nó bị lệch lạc không? Thấy nó bị lệch không ạ? Lệch. Lệch là bởi vì thế nào? Bởi vì độ dài rộng của múa cái này nó khác nhau, cho nên nó sẽ bị lệch. Bây giờ tôi sẽ chỉnh các bạn cái việc đó để nó không bao giờ bị lệch. Ok. Trước tiên là sửa cái lỗi bị nhảy. Cái lỗi này các bạn gặp nhiều. Một số bạn sẽ được khuyến cáo là thêm một cái dòng SC neckline đằng trước. Nhưng cái SC neckline này trường hợp mà không bị lỗi á, nó tự nhiên là các bạn phải gõ enter hai lần, hiểu không? Nó mới nhảy qua. Thì cái lỗi này nguồn gốc là ở đâu ra? Lỗi này là nguồn gốc là khi các bạn nhập dữ liệu vào bộ đề. Về số thì không bao giờ bị lỗi này. Các bạn chỉ bị lỗi này khi gặp chữ, ký tự, cái string thôi. Ok. Thì về nguyên tắc, trong bộ đề nó sẽ đẩy, nhập cái này nó sẽ đẩy vào bộ đề. Xong nhập chuỗi nó enter cái, nó sẽ nhận cái chuỗi đấy. Hiểu ý không? Enter cái nó nhận chuỗi. Thì bây giờ trước đó các bạn nhập một cái và khi enter nó dư mất cái phím enter. Phím enter nó vẫn còn ở trong bộ đệm. Hiểu không ạ? Đến cái khác cái, nó gặp bộ đệm cái, nó nhảy luôn. Khi enter nó nhảy luôn mà. Hiểu không? Tức là gặp enter thì vào bộ đệm nó đẩy ra luôn cái phím enter. Thì nó phải là nhảy qua luôn không? Hiểu không? Riêng số không bao giờ bị, chỉ có chuỗi thôi. Thì có một cách là các bạn làm sạch cái bộ đệm đấy, là khởi tạo lại cái scanner. Hiểu ý không ạ? Cái đấy là cách an toàn nhất, là khởi tạo lại cái scanner. Vậy chỉ cần trước khi các bạn nhập đây neckline, các bạn thêm cho cô cái scanner này trước. Nhiều bạn là để hai cái dòng neckline, hiểu không? Nhưng mà không phải là tối ưu. Ok. Bởi vì các bạn phải hiểu được cái lý do của nó, lý do của nó. Và bây giờ đó là một cách giải quyết ha. Cách thứ hai nữa là tôi muốn cho cái này nè, nó hiển thị gì đấy ạ? Thẳng hàng. Và thứ hai nữa, các bạn thấy cái số thực nó có thừa 6 số 0 đằng sau đúng không? Bây giờ có thích có số 0 không? Một số có mấy số đằng sau, muốn một số, hai số. Demo luôn. Cái này tôi xét cái vị trí cho nó. Ví dụ như mã tôi để vị trí là khoảng 5 ký tự. Tôi để số 5 ở giữa phần trăm và S. Tôi để 5. Tên tôi để khoảng 20 ký tự để dành cho tên. Và lương thì khoảng bao nhiêu số các bạn? Nếu mà tiền đô thì thích bao nhiêu số? N rồi, N bằng bao nhiêu mới được? N bằng 2 cũng số nhiều. Ừ. 5 số đi ha. 10.000 đô. 5 số, 6 số. 5 số, nếu tính số thập phân nữa là 6. Nếu tính phần thập phân nữa là 7. Chấm. Nếu để không để gì cả. Nếu để tôi chấm 0. Tức là không có phần thập phân.
nếu để chấm một, một số thập phân. Ok, tiếp tục lại cái bài khi nãy ha, ta xem đúng chưa ha. Bây giờ PS 001 Nguyễn Văn A lương 1.000 đô. Rồi PS 00 nó lệch nhau thì Nguyễn Anh lương là 10.000. Đây. Thấy thẳng hàng chưa? Các bạn thấy căn phải không? Thẳng rồi, nhưng nó căn phải, đúng không? Bây giờ muốn căn trái làm sao? Căn trái hang, thêm một mèo nữa. Căn trái để dấu trừ đằng trước nó sẽ căn trái. Cái này số thì nên căn phải, mà tiền thì thôi đừng để phẩy, nó kỳ kỳ. Chấm không, được chưa? Ok, chạy lại nè, cái này là căn trái nha, cái này không để gì từ đồng nó căn phải. Ok, run, nhập mã PS 001 Nguyễn Văn A, lương 1.000, để PS 00 đi ha, anh em gì đó, rồi lương 500 đô thôi, hôm nay ông chắc nghèo. Thẳng hàng chưa? Hai cái này căn phải, còn anh này sẽ là căn căn trái, còn anh kia sẽ là căn tiền nên để căn trái. Vì sao ạ? Vì tôi mới biết cái số tiền, không thấy để căn trước không biết sau số mấy số không. Thông thường về số là về tiền, người ta thường thường căn phải. Ha, bảo biểu. Thẳng hàng chưa? Căn giữa đồng không? Không. Căn giữa cách. Không căn giữa được. Ha, thì trái phải thôi. Cái này không phải là nghĩa HTML đâu. Và cái line center không có. Đấy, nó thì nhưng mà sau này học đến ngôn ngữ lập trình Java các cái lớp sau á thì làm được, về giao diện nó thì làm được. Còn cái này không có làm được, cái này chỉ là thay giao diện console thôi, giao diện màn hình là đơn giản nhất thôi ha. Thế này ta thấy thực tế rồi đúng không? Ừ, bà kia mà ngồi mà đòi hỏi nhiều quá. Không, đang giỡn thôi, nhưng mà câu hỏi của bạn cũng rất hay. Thi thoảng các bạn đi học có những câu hỏi kiểu như thế, cái giúp mình sáng tạo hơn, biết đâu được ấy nhỉ. Rồi suất nhá, suất thì cho các bạn một kiểu suất mới. Ok, còn nếu các bạn muốn suất ra có cái tiêu đề ở trên nữa ha, thì tôi sẽ chỉ sau. Tại vì khi mà có danh sách nhiều rồi á, các bạn sẽ thấy là sẽ cần một cái tiêu đề ở trên, hiểu không ạ? Tên, mã, tên, lương. Bây giờ tạm thời dừng cái này đây đã ha. Cô sẽ chỉ sang class này tạm thời viết xong. Các bạn nhìn nào, cô viết đúng giống như thiết kế. Cô làm được mấy thao tác nhập xuất không? Được. Không cần làm thêm, chỉ cần làm đủ như thiết kế. Tuy nhiên bạn nào mà thêm getter, setter nữa thì cũng không sao, hiểu không ạ? Nhưng mà tốt nhất là sau này các bạn đi làm thực tế thì thiết kế sao làm vậy. Tại vì cái người mà người thông thường một người không phải làm hết đâu các bạn. Em sẽ làm một vài class, người kia sẽ làm một vài class, và sẽ có một người, số người khác sẽ dùng lại cái class các bạn. Tức là người ta sẽ nén cái support các bạn lại. Cái support đấy sẽ nén lại và nó sinh ra, build ra một cái file gọi là file thư viện, file UL. Cái file đấy giấu hết code, chỉ coi thông qua phương thức thôi, chỉ coi mô tả thôi. À, trong cái document của anh mô tả là cái gói này nè, nó có nhân viên cứ chấm cái gì thì nó ra được cái phương thức của tôi. Thì người ta chỉ đọc và làm theo mô tả thôi. Các bạn làm khác, sai thiết kế cái là người kia bỏ tay không biết làm sao cả, hiểu không ạ? Về nguyên tắc là làm giống thiết kế, y chang thiết kế ha. Chứ không phải thấy cái này hay hơn, cứ thêm cái này, không có. Không có ha. Thực tế ra các bạn làm phải đúng chuẩn mực ha. Rồi, tiếp theo đến cái nữa là cái array list, đúng chưa? Cái này nè là cái mà lõi vấn đề. À, lõi này lõi ngoài, còn có cái lõi trong kia nữa kìa ha. Có cái kế thừa là lõi trong,
Cái lõi này là các bạn vừa học xong cái bài ở Redis, áp dụng luôn cho các bạn và tôi chỉ cho các bạn cách áp dụng. Trong demo của cô thì cô demo luôn ở trong chương trình kêu Redis, nhưng thực chất kêu Redis các bạn nên tách ra, tách ra một cái lớp, lớp chuyên về danh sách của nhân viên thôi. Thì tôi chỉ các bạn cách để làm. Thì các bạn tạo một lớp nữa tên là nhân viên list. Tạm thời bỏ cái chương trình này ra đã. Cô tạo một cái lớp gọi là lớp nhân viên list. Ok. Và cũng tương tự trong thiết kế các bạn. Có constructor không ạ? Có không? Không có. Có một biến thôi. Danh sách nhân viên là một cái array. Array list nó là biến đấy, thuộc tính đấy các bạn. Và từng này phương thức, thì khi các bạn gặp từng này phương thức đừng có vội sợ hãi hay bất ngờ, gõ ra đi, đừng sợ ha. Chỉ cho cách làm mà không bao giờ bị lỗi chương trình đấy. Hôm sáng lúc các bạn nào nói với cô chỉ là gõ này, ông Quang hả, ông Hiếu hay ông Quang hả, Hiếu hả? Ừ, cô bảo cái này không có lỗi. Chính xác. Mình làm để đừng lỗi đã. Xong cái mình cứ thêm dần ha. Rồi, cái này đầu tiên tôi sẽ có một cái danh sách nhân viên kiểu Array list. Đó. Nó sẽ import Array list vào đây. Và kiểu object kiểu này là kiểu gì? Tôi muốn làm danh sách của nhân viên thì tôi để cái gì vô? Nhân viên, thấy không? Ghi rất rõ luôn là nhân viên vào đây. Và ở đây để là nhân viên. Danh sách nhân viên bằng new array list nhân viên. Ok. Được chưa? Đơn giản vậy thôi, còn những cái khác các bạn viết cho cô. Thêm, xóa, tìm, sửa, sắp xếp, xuất top. Có mấy cái sắp xếp tôi vẽ ra cho các bạn. Được chưa? Thêm, xóa, tìm public void. Cách làm thêm, truyền vào cái gì các bạn? Nhân viên ha. Cái chữ nhân viên là gì đấy ạ? Một object là nhân viên. Nhân viên NV. Để đó đã, đừng làm gì vội. Tiếp tục. Xóa. Không có sửa, có sửa, đúng rồi. Đáng lẽ sửa đưa lên trên. Xóa. Public void. Xóa. Xóa theo cái gì á? Mã nhân viên kiểu gì? Kiểu string. Truyền vô có đối số, ta cứ truyền vô thôi. Có nội dung không? Không có, để đó. Có lỗi không ạ? Không lỗi, tại vì public void mà lỗi gì? Đúng không? Thấy không? Thấy đơn giản lắm, làm code. Cứ để đó đá, các bạn đừng làm vội. À, tìm, hai cái tìm, một cái tìm truyền mã, một cái tìm truyền lương. Ha. Public void. Tìm. String mã. Rồi public void. Tìm. Để này có lỗi không? Lỗi đúng không? Nhưng nếu tôi để lương vào đây, hết lỗi chưa? Rồi, giải thích nữa. Các bạn thấy là nó trùng tên không ạ? Nhưng khác nhau về gì? Đối số này kiểu string. Cùng là một đối số nhưng một cái kiểu string, một cái kiểu double, nó khác nhau rồi. Nếu cái này là kiểu string nữa là sai đấy. Hiểu ạ? Nó phải khác nhau về kiểu ha? String, double. Hai method cùng tên nhưng khác cái phần đối số, số lượng đối số hay là kiểu của đối số, hoàn toàn được. Và cái này ta gọi là nạc chồng, overloading. Hiểu không ạ? Ví dụ như bài toán cộng hai số, bây giờ các bạn truyền vào hai số nguyên bắt buộc phải nhập hai số nguyên, hai số thực bắt buộc phải nhập hai số thực. Hiểu không ạ? Ok. Bây giờ giả sử như tôi muốn cũng là phép cộng nhưng tôi truyền số nguyên không được, tôi truyền số thực cũng được, thì ta dùng cái nạp
chồng. Thế. Và các bạn khi nạp chồng này các bạn gặp rất nhiều. Ví dụ một cái constructor các bạn là cái nạp chồng, tính chất nạp chồng rõ nhất. Tức là có nhiều constructor trong một cái class. Thế. Cái này được gọi là tính chất nạp chồng này. Cái này cô cố tình đưa vào. Cô cố tình đưa vào tên giống nhau, khác nhau đối số. Còn nếu bình thường thì các bạn có thể tìm theo mã, tìm theo tên đúng không? Lương, có thể viết một cái tên class ở tên method khác. Nhưng cô cố tình đưa vào tên cái method giống nhau để thể hiện được cái tính chất nạp chồng của method. Method có hai tính chất, một là nạp chồng, hai là override. Override thì khi nào học được kế thừa sẽ nói về override. Còn ở trong một class nó có tính chất nạp chồng. Ok. Đấy, cái này là tính chất nạp chồng. Tương tự cho những cái method khác. Đừng có viết code vội. Tương tự như cho những cái method khác. Sửa, sắp xếp. Sắp xếp theo thu nhập. Sắp xếp theo tên. Public void. Sửa. À, sửa thì phải sửa theo gì các bạn? Sửa theo mã. String mã. Rồi public void. Sắp xếp theo tên. String tên. Public void. Sắp xếp cũng là sắp xếp, nhưng mà thu nhập thì là kiểu có đối số không? Cái này sai ạ. Rồi. String double thu nhập. Rồi, cái này có vấn đề một xí, rồi cô sẽ chỉ sau. Rồi cái nữa là xuất danh sách. Xuất ra thôi. Public void. Xuất danh sách nhân viên. Xuất thì không có đối số ha các bạn. Và cuối cùng là xuất top. Top 5. Public void xuất top 5. Ok. Cái chỗ này nè. Cái chỗ này nhé. Các bạn nhớ trên lớp nhắc cô sửa lại chỗ này nè. Sắp xếp theo tên thì các bạn ghi ở ngoài này thôi ha. Không có đối số. Tại vì sắp xếp mà đối số cái gì bây giờ. Đấy, còn cái này sắp xếp theo gì? Thu nhập. Cũng không có đối số luôn ha. Đấy. Cái nạp chồng ở trên này thì đúng nè. Còn cái này thì tại vì nó không có đối số thì nạp chồng rất là khó. À, không có đối số đâu. Ok, các bạn nhắc lại, cô sửa cái thiết kế lại. Ok. Không thì sửa luôn nhé. Không có quên. Hay quên lắm. Dạ rồi. À. Assignment. Thực ra cái này tôi còn sửa nữa. Thiết kế này. Kinh không? Sửa nữa. Đây. Đây. Thu nhập. Rồi. Ok, lưu lại ha. Rồi. Xuất ra file PDF. Không quên. Yes. Ok, mở lại. À, cái này con sửa nhiều hơn nữa. Đấy, sửa miếng này nữa, kệ nó đi. Đấy, sắp xếp theo tên, sắp xếp đầu tiên là theo design, hai thằng này thiết kế thừa như này. À, tôi đang mô tả cái thiết kế lại. Nói chung là một cái phiên bản là cứ phải sửa đi sửa lại nhiều lần để làm sao phù hợp các bạn nhất ha. Rồi. Tiếp ha các bạn. Xong chưa? Xong chưa? Bây giờ nào, hướng dẫn nào. Làm thế nào để cô nhập và xuất? Xuất trước nha, những cái khác ta chưa làm. Sẽ chỉ các bạn làm từ từ. Nhưng trước mắt cô sẽ lập nhập vào ArrayList.
và xuất ra danh sách. Cách nhập như sau. Cái thiết kế của cô đối số đưa vào đây là cái gì? Là một cái object nó có sẵn rồi. Nhưng mà như thế này rất khó cho các bạn. Cái này cô sẽ chỉnh sửa cho các bạn sau. Trước mắt bây giờ cô xóa cái này đi ha, nhớ theo dõi kệ nhá, không quan tâm. Sẽ làm theo cái này nhưng cô sẽ sửa sau. Nhưng trước mắt tạm thời để dễ, tôi xóa cái này đi các bạn. Không có đối số. Ok. Bây giờ tôi sẽ nhập nhá. Thêm thì nếu làm menu thì không cần phải dùng vòng lặp, tại vì bản thân cái menu nó đã lặp rồi. Tuy nhiên nếu các bạn làm lặp vào đây cũng không có sai. Giờ tôi làm lặp cho các bạn ha. Cái bài này hướng dẫn rồi, ta dùng do while để lặp đúng không? Trước mắt ta thêm vào, muốn thêm vào array list, trước tiên ta phải thêm vào nhân viên trước. Bây giờ array list cách thêm của nó như sau nè. Danh sách nhân viên chấm add. Đồng ý không? Add cái gì ạ? Add nhân viên đúng không? Có chưa? Chưa. À, add nhân viên vào đây mà nhân viên có chưa? Nó phải là một object nhân viên. Nhân viên chưa có. Đây, object nhân viên. Nó phải như này cơ, mà nhân viên chưa có. Nhân viên chưa có thì ta add vô thôi. Copy ông này vô. Add vô đây. Ta add trong nhân viên, ta thêm trong nhân viên trước. Ok, cũng dùng scanner. Cái scanner của tôi đâu? Đây. Dùng scanner, bỏ nhân viên 1 đi. Đúng không? Đây. Đầu tiên tôi cũng nhập mã, nhập tên, nhập lương. Sau đấy tôi nhập vô nhân viên bằng new nhân viên. Đúng không? Đúng chưa? Có đúng là cái dòng trên này tôi nhập vào đối tượng là nhân viên không? Y chang cái này này, nhìn ha. Có đúng là tôi nhập vô xong tôi nhập vô đối tượng nhân viên không? Đúng không? Tôi dùng constructor. Hiểu từng bước nhá. Bước 1, cô phải nhập vô đối tượng nhân viên trước. Ha, gõ đi nhân viên. Ok. Tôi nhập vô một cái đối tượng nhân viên trước. Sau đó tôi mới đưa cái đối tượng nhân viên này tôi add vô array list đúng không? Ok, hiểu không? Mô hình của nó sẽ là như sau. Mô hình của nó sẽ là như sau. Trời ơi. Đây. Các bạn nhìn cái mô hình nè. Ở đây tôi có một cái array list. Array list. Mỗi array list phải là một nhân viên. Đúng không? Hiểu không? Hiểu không ta? Tôi phải có một cái danh sách. Mỗi phần tử của nó là một nhân viên. Lớp học array list chưa? Chưa? Học đấy. À, lát đấy học hả? À, nhiều bạn không hiểu array list là vì thế. Bây giờ array list chẳng qua là một cái tập hợp thôi. Đúng không? Ok. Đây, giả sử các bạn có array list là một các cái số nguyên thì ở đây 1 100 5 7 9 gì đó. Đúng không? Mỗi phần tử của nó là một số nguyên là trường hợp này. Array list chẳng qua là danh sách thôi. Đúng không? Danh sách mảng thôi. Ok. Nhưng bây giờ mỗi phần tử ta không phải là đơn thuần là một số nữa, mà mỗi phần tử của ta sẽ là một object. Đúng rồi. Một nhân viên. Ha. Mỗi anh này là một nhân viên. Anh này lại là một nhân viên khác. Anh này lại là một nhân viên khác. Đúng không? Ok. Mỗi nhân viên sẽ có họ tên, mã và lương. Anh này cũng có mã
họ tên và lương, anh này có không? Có mã họ tên và lương. Ok. Mỗi phần tử của nó là một object, và trong object để có các cái phần tử con, để có các thuộc tính. Là mã tên lương, mã tên lương, mã tên lương. Bây giờ muốn thêm vào nó thì ta thêm sao? Tôi đầu tiên tôi phải có nhân viên này đã. Trong nhân viên này tôi có má, tôi truyền má, truyền họ tên, truyền lương từ bàn phím mô nhập vô. Xong đấy tôi mới nhét vô array, array list. Và phương thức để add vô array list ta lấy array list chấm add thôi. Dễ không? Vậy bước 1, ta phải nhập vô đã. Nhập từ bàn phím, từ bàn phím, nhập từ bàn phím ba cái thuộc tính này, đúng không? Sau đấy đưa ba thuộc tính này nhập cho ba cái giá trị ở trong nhân viên ấy, đúng không? Này, khi tôi gọi new nhân viên mã tên lương thì nó sẽ gọi đến cái lớp nhân viên, gọi đến constructor này. Nó sẽ gắn mã vào cho biến mã, nó gắn tên vào cho biến tên và gắn lương vào cho biến lương, hiểu không? Nó sẽ gán cho cái đối tượng là nhân viên. Sau đấy tôi sẽ lấy, tôi add vào nhân viên. Rồi con xuất danh sách ra. Xuất danh sách ra thì tôi dùng vật là for. Nó là danh sách, nó là nhiều phần tử nhân viên, cho nên tôi phải dùng vật là for nhân viên SV 2 chấm. Cái này là câu lệnh for x, danh sách nhân viên. Ok. Rồi xuất ra từng phần tử SV chấm nhân viên mà. Sau là SV xuất thông tin. Gọi ha. Cái chương trình gọi để nhân viên list nè. Tôi sẽ gọi như sau, xóa hết tất cả những cái thứ này đi. Chương trình gọi để nhân viên list tôi sẽ gọi là nhân viên list. NV list gắn bằng new nhân viên list. Và tôi gọi list chấm thêm, chấm thêm và list chấm xóa, à xuất danh sách. Được chưa? Có hai phương thức này tôi triển khai rồi, tôi gọi hai phương thức này thôi, các bạn xem đúng không nha. Run file, nhập mã 11 tên, xuất ra đúng chưa? Đó là một đồng chí. Bây giờ nhiều thì sao? À, dùng vòng lặp chính xác các bạn. Dùng vòng lặp ở đây tôi làm một cái thôi. Do while hoặc là while. True. Cho lặp vô hạn. Edge. Muốn khi nào dừng thì dừng. Đấy. Tôi cho cả cái nhóm này, tôi cho vào while. Cây lặp xong, tôi hỏi nó tiếp tục hay không, đúng không? Ok. System print gạch nhập gạch ngang. Ok. Sao hỏi tập tiếp tục nhập hay không? System print gạch ngang. Thế system out, tôi sẽ hỏi nó tiếp tục. Yes no. Cái này bữa tôi bày cái này tôi không biết là tôi phải chỉ n lần rồi. Đúng không? Cái này các bạn học thuộc n lần rồi. À thì làm cái này các bạn dùng khắp nơi, dùng mọi nơi. Cứ miễn lặp xong muốn người ta dừng ở đâu mình hỏi. Chỗ này các bạn để true, tức là lặp vô hạn, xong muốn thoát khi nào thoát. Hỏi muốn tiếp tục hay không, nếu nó tiếp tục. If sc.next chấm equal ignore case. À nhiều bạn thắc mắc tôi chỗ này. Equal ignore case khác với equal chỗ nào? Cái equal ignore case là nó không phân biệt chữ hoa chữ thường, so sánh mà không phân biệt chữ hoa chữ thường.
Còn ignore, equal mà bỏ hai cái chữ đằng sau ấy, thì nó sẽ phân biệt cho hai chữ thường. Nghĩa là n lớn với n nhỏ nó phải khác nhau, không có giống nhau. No là thoát. Ok, tôi break luôn. Break luôn. Ok. Nếu mà bằng no cái không tiếp tục tôi thoát luôn. Bây giờ đơn giản vậy thôi, tôi chỉ thêm vòng lặp thôi, tôi thêm đần cốt này nữa là xong. Là được cái lặp. Dễ. Được không? Làm nhiều tự nhiên hỏi tại sao mày làm thế, người ta không biết, tao làm thế nó chạy ok. Được rồi. Làm nhiều thành quen các bạn ạ. Gặp đến là à tôi biết viết cốt gì rồi, đúng không? Gặp đến cái này là à tôi biết viết cốt gì rồi. Đúng không? Con giải thích từ từ. Đúng rồi. Ơi. Cái ngoài này đi cái for bất cứ cái khác nào. For hả? For là nên dùng cho những vòng lặp biết trước số lần lặp. Ví dụ y bằng 0 y nhỏ hơn 10. 10 là 10 lần lặp. Tức là for nên dùng cho những vòng lặp biết trước số lần lặp. Còn while và do while là những cái vòng lặp cái này đâu biết trước. Tôi muốn dùng cái nào tôi dừng. Hiểu ý không? Được hết. Được hết, em hiểu không? Cái chỗ chấm phẩy để em để chu cũng được luôn. Hiểu ý không? Không có điều kiện gì cái là vô hạn luôn. Hiểu ý không? Cách nào cũng được, nhưng mà cách nào tường minh thì ta làm thôi. Ta thấy cách nào dễ ta làm. Cây pho chấm phẩy như bạn không hiểu cái gì, tự nhiên đi chấm phẩy ở đây. Đúng không? Tức là khi các bạn đọc cái pho mà chấm phẩy các bạn rất là hiểu cốt. Rất là hiểu cốt, mà không hiểu là mơ hồ. Cây sao mà lại có chấm phẩy ở đây ha? Còn cái nào tường minh phù hợp ta làm, nhưng có thể chuyển từ vòng lặp này sang vòng lặp kia được. Các vòng lặp có thể chuyển đổi cho nhau được. Hiểu không ạ? Ok. Rồi chạy thử nha các bạn. Ta chạy từ chương trình run file, nhập mã 111, tên, rồi nó hỏi tiếp tục hay không. Yes, tiếp tục. Nhập 2. Rồi, hỏi tiếp tục hay không. Nếu no, xuất luôn. Ra kết quả này chưa? Ok. Thấy nó lặp chưa đúng không? Đấy, nó lặp. À, thêm cái nữa này. Bonus thêm cái nữa nè. Có căng thẳng không? Yes. Bonus thêm cái nữa nè. Tức là cái trên này tôi muốn để đây là, muốn để đây là mã. Trên này là cái chữ gì? Họ tên, cái này là lương. Thì tôi sẽ để đằng trên này các bạn. Cái chỗ mà cái này nè, trên vòng lặp for, tôi để nó cái vòng cái này. Nhìn hang. Ok. Bỏ lương này đi, bỏ hết đi. Chuối đầu tiên là chuối, tôi để là mã. Cái thứ hai tôi để là họ tên. Cái thứ ba tôi để là lương. Ok, chỗ này là phần trăm S, 7S, 20S trừ 5S. Tại sao ở đây S? Bởi vì chữ lương này có phải là chuối không? Lương là hàng chuối. Cái này là hàng chuối, đối số của nó là chuối. Thì ở đây tôi xuất là S hết chuối. Nhìn nhé. Cái khúc đằng trước các bạn chỉ sửa từ kiểu F sang kiểu S thôi, để nó xuất chuối thôi. Chạy lại, các bạn sẽ thấy sự khác biệt. No. Thấy không? Mã xuống dòng, họ tên xuống dòng, lương, thấy không? Cái này giống cái bảng biểu không ạ? Ờ, thích nữa thì kể. Kẻ giống cái bảng á, kẻ dọc giống bảng, làm cho nó đẹp. Nếu có thời gian. Ok. Cái này được gọi là xuất ra màn hình có đỉnh dạng. Có đỉnh dạng thì các bạn điều khiển được cái đỉnh dạng của nó. Ok.